Chú mèo chứng minh cho câu đừng thách thức hoàng thượng vì tụi nó sẽ làm thật đấy. Nào, cái tay. Mày mà hất xuống thì mày chết luôn nha. Đây có phải là trò mới của tụi mèo này không các bác? Khổ thật chứ. Nó cứ thấy cái gì trên bàn mà cản trở tầm nhìn của nó là nó dọn dẹp, đẩy hết xuống đất mới vừa lòng. Vậy cỡ nào cũng không được. Nên hôm nay cô Sen tranh thủ lúc nó sắp gây án thì phải hầm dọa một phen. Vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng trên tay, kiểu chỉ cần mày mà đẩy nó rớt xuống đất là tới số với bà. Kéo lại nhanh. Nào nào, có thích đẩy xuống không? Quanh như bây giờ thích chết không? Kéo lại ngay. Đánh cho bây giờ, kéo vào nhanh lên. Gằn giọng xuống cho nó hiểu là vấn đề nghiêm trọng lắm rồi đấy. Đừng có mà nhờn. Con lợn này. Ban đầu thì con mồm lèo này dừng tay lại thật mọi người ạ. Đứng im chắc là đang rén lắm. Tưởng sau hồi nó suy nghĩ xong thì sẽ biết sợ mà bỏ cái tật xấu này. Nhưng ai mà có dè, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Ly số 2 thì không ai dám nhận số 1. Mặt nó vẫn trơ ra rồi đẩy cái nắp xuống nền như bình thường một cách rất thản nhiên. Làm sao? Tôi vẫn đẩy xuống đấy, bà làm gì tôi nào? Không những đẩy một lần mà hẳn hai lần, không có một chút biểu hiện nào thể hiện tinh thần sẽ hối lỗi cải tạo hết. Cô Sen thì tức đến không biết phải làm gì cho phải. Đánh thì đánh cũng không được, mắng thì nó nhờn ra mặt. Phải làm sao hả mọi người? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.